Trước đó, ông Morsi đã phải đối mặt với những cáo buộc kích động bạo lực nhằm vào người biểu tình đối lập, tổ chức vượt ngục, bắt cóc và giết hại các sĩ quan cảnh sát vào đầu năm 2011, làm gián điệp và tiếp tay cho các hoạt động khủng bố. Nếu bị tòa phán quyết phạm tội trong những vụ kiện này, ông Morsi có thể sẽ phải đối mặt với án tù chung thân hoặc tử hình. Thông báo đưa ra trong bối cảnh Tổ chức Anh Em Hồi giáo, lực lượng xuất thân của Tổng thống Morsi, vẫn đang kêu gọi các cuộc biểu tình kêu gọi phục chức cho ông Morsi, cũng như tẩy chay kết quả cuộc trưng cầu dân ý vừa qua về bản hiến pháp mới của Ai Cập. Trong một diễn biến có liên quan, tờ báo Pháp Le Monde cùng ngày dẫn lời chuyên gia cho biết, tỷ lệ những cử tri 18 đến 25 tuổi không đi bỏ phiếu rất cao, trong khi Ai Cập có 2/3 dân số dưới 30 tuổi. Như vậy, kết quả trưng cầu dân ý cho bản hiến pháp mới chưa hẳn đã thể hiện được ý dân. Đối với chính quyền lâm thời Ai Cập, kết quả hơn 98% đã khẳng định tính chính đáng của việc cựu Tổng thống Mohamed Morsi bị quân đội phế truất hơn 6 tháng trước đây. Trong khi đó, giới quan sát cho rằng hiến pháp mới vẫn tiếp tục là chủ đề gây tranh cãi, thậm chí là ngòi nổ của bất ổn tại Ai Cập.